Rồi xin chào các bạn thì khi mà nhắc tới những cái phương thức bảo mật trên những cái thiết bị di động nói chung hay là smartphone nói riêng thì chúng ta có thể kể đến một số những cái phương thức nó bật chẳng hạn như là chúng ta có cảm ứng vân tay nè, chúng ta có mã pin, chúng ta có vẽ mẫu hình hoặc là cao cấp một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có cái công nghệ là nóc code trên những dòng smartphone của LG hay xịn hơn nữa thì chúng ta sẽ có cái công nghệ là nhận diện khuôn mặt hoặc là nhận diện bóng mắt trên những dòng máy classic cao cấp của Samsung như là Note 5 nè, S8 hay là s Tablet. Thì trong cái video này mình sẽ giới thiệu thêm cho bạn một cái công nghệ nó vượt khác về bảo mật của Samsung Đó chính là cái tính năng là thương mục bảo mật hay còn gọi là Secure Folder Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem coi là cái công nghệ này nó sẽ có gì đặc biệt về phương thức hoạt động thì cái tính năng Secure Folder này nó sẽ tạo ra một cái môi trường ảo tức là cái môi trường thứ hai những dữ liệu mà chứa bên trong cái môi trường này tự như là hình ảnh nè nhạc nè video nè file ứng dụng hay bất kỳ những cái dữ liệu nào mà chứa bên trong cái thiết bị này thì đều sẽ được mã hóa thông qua cái công nghệ gọi là Samsung Knox giúp cho kẻ cấp không bao giờ lấy được những cái dữ liệu đó kể cả khi mà có root máy hay là bất kỳ cách nào chăng nữa. Ngoài ra thì bạn có thể đưa những cái dữ liệu từ cái môi trường chính tức là cái môi trường mà bạn thường hay xài, các bạn đưa vào đây để mà nó bảo mật hơn, nó an toàn hơn. Tuy nhiên thì để có thể vào được cái môi trường này các bạn cần phải thông qua các bước như là các bạn phải nhập mã PIN nè, dùng vân tay nè hoặc là dùng những cái mẫu hình mà các bạn đã thiết lập trước đó để mà vào được cái môi trường này rồi ok thì đây là cái giao diện ha thì các bạn thấy rõ ràng là giao diện của nó nó rất là đơn giản thôi một cái màu cái màu xanh rất là bắt mắt rồi chúng ta có một cái biểu tượng ở đây cùng cái công nghệ là samsung nóc được in phía bên dưới thì ở đây mình đã thiết lập cái bước đầu tiên để mà vào được á, là thông qua cái mã pin thì bây giờ mình sẽ nhập vào và vào bên trong xem coi là nó như thế nào ha bây giờ mình sẽ ok thì đây là cái giao diện khi mà các bạn qua được cái bước đầu tiên đó là cái giống như là cái chìa khóa mà bạn mở cửa ra vậy đó thì có thấy rõ ràng là những cái ứng dụng mà được mã hóa thì nó sẽ có một cái biểu tượng hình cái ổ khóa màu xanh ở góc phía bên dưới như thế này ha thì đây là những cái ứng dụng mà cơ bản mà samsung đã chọn thiết lập và định sẵn cho bạn luôn từ là bộ sưu tập nè máy ảnh nè danh bạ email trình duyệt là những cái tính năng khác mà Samsung cho rằng nó cần nên bảo mật nó để mà để mà bảo mật cái cái khả năng riêng tư và ra thì bạn có thể thêm một số những cái dụng khác mà bạn muốn mà các bạn nút thêm ở đây bạn nhấn vào thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái dụng mà có trong máy kể cả ứng dụng mặc định hay là những dụng mà các bạn cài vào đó như mình thấy rất là nhiều ha đó, rất là nhiều thứ thì bạn có thể chọn vào cho hạn như là có thể chọn vào trình duyệt Chrome bản đồ người hay gì đó, con dấu check ở đây, ngày mình chọn nhiệt nhiệt nha, mình chọn thêm ở đây thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái nhiệt độ ở bên ngoài. Ngoài ra thì nếu như mà bạn thấy mà cái ứng dụng đó nó không có xuất hiện ở đây á, thì bạn có thể chọn một cái ứng dụng khác bằng cách là tải về từ cái kho CS play thì, thì khi bạn nhấn vào đây á, thì nó sẽ yêu cầu các bạn là nhập một cái tài khoản. Tuy nhiên thì cái tài khoản này nó không phải là tài khoản chính mà các bạn thường hay xài trên bề thiết bị mà là tài khoản khác, tức là cái máy bạn À, sẽ xài hai tài khoản một cái tài khoản chính và một cái tài khoản để phục vụ cho cái, cái môi trường ảo thứ hai này đó, thì như vậy là những cái dữ liệu bên trong cái môi trường ảo nó sẽ hoàn toàn tách biệt so với cái môi trường chính ở ngoài thì các bạn, các bạn thấy rõ ràng là, là cái giao diện của cái uh, trình mà google play á, nó sẽ có một cái biểu tượng hình ổ khóa xanh xanh bên dưới này để mà các bạn phân biệt được là các bạn đang ở trong môi trường nào đó thì các bạn thể vào đây các bạn tải về như là những cái dụng mà bạn muốn rất là tuyệt vời các bạn ha các bạn bắt ra như thế này ok tiếp theo thì bạn có thể nhấp vào đây để mà đổi tên cho cái uh, từ mục đó cũng như là các bạn hình câu khóa đây nha, các bạn nhấn vào thì nó sẽ thoát ra bên ngoài. Thì cứ bất luận các bạn thoát ra màn hình chính thì bắt bắt buộc các bạn cần phải nhập mã pin thì đó là một cái điểm tiện lợi ha. Tại vì mình sẽ nhập lại vào bạn xem. Đó. Tiếp theo thì bạn có thể uh, chọn vào đây để mà vào truy cập vào cái mục cài đặt như thế này trong cái giao diện cài đặt thì nó có rất là nhiều những cái thiết lập thì bây giờ mình sẽ làm những cái bước cơ bản thôi đầu tiên đó là về kiểu khóa thì hồi nãy mình đã có cho bạn xem là để mà vào được cái môi trường này á, thì bắt buộc các bạn cần phải dùng mã pin thì nếu bạn nào không thích dùng mã pin á, thì các bạn có thể dùng là mẫu hình nè ta có thể dùng mà mật mã cao cấp tức là các bạn có thể nhập chữ và số luôn hoặc là các bạn có thể dùng vân tay rồi tiếp theo là ta sẽ có một loại tự động khóa tức là khi mà bạn mà thoát ra màn hình chính á, thì các bạn muốn là nó sẽ khóa liền khi mà là vào lại hoặc là sau 5 phút 10 phút gì đó tiếp theo là chúng ta sẽ có một là thông báo về hiển thị thì như bạn nào mà không muốn hiển thị những cái thông báo ra bên ngoài cái môi trường chính á, hoặc là môi trường ảo thì các bạn hãy vào đây tắt xong tiếp theo là cái thẻ gọi là hiển thị tiêu bộ bậc ở đây tức là khi mà các bạn trong cái giao diện màn hình chính á, thì các bạn sẽ nhìn thấy có một cái icon tiêu bộ bật ở đây ha như thế này thì nếu bạn nào mà không muốn hiển thị ở đây á, để mà an toàn hơn á, thì các bạn sẽ vào sau đó các bạn sẽ tắt nó đi, thì mình sẽ làm lại ha. Đây mình sẽ vào cài đặt ở đây, mình sẽ tắt đi. Như vậy là cái kênh này nó sẽ bị mất đi và để vào lại bắt buộc các bạn cần phải vào cài đặt nè. Các bạn vào một là màn hình khóa bảo mật ở đây, chúng ta có chọn cái mục là mình sẽ một là thư mục bảo mật. đó thì nó cái bước nó sẽ rườm rà hơn nhưng mà nó sẽ đảm bảo hơn, tránh những cái bắt tò mỏ đi. Rồi chúng ta sẽ có cái mục là quản lý ứng dụng nè thì cũng tương tự thôi các bạn vào đây để mà quản lý tất cả những cái app mà trong cái môi trường ảo đã chứa trong đây rồi chúng ta sẽ còn chọn là tài khoản hoặc là các bạn thể cài đặt bằng phím hoặc là các bạn thể chọn nhiều nhiều nhiều, nhiều cái uh, tinh chỉnh khác và chúng ta vẫn sẽ nhìn thấy một cái icon ổ khóa màu xanh phía dưới đây ha xong rồi thì bây giờ mình sẽ demo cho bạn xem coi là cái uh, tính năng này nó sẽ như thế nào rồi, thì bây giờ mình sẽ demo một số những cái cơ bản trước đầu tiên là về camera đi thì khi mà mình chưa cập vào thì các bạn thấy là giao diện của nó không có khác gì hết Chỉ có một cái yếu tố đó là bạn nhìn thấy là một cái góc nhỏ nhỏ phía bên tay phải đây ha nó để phân biệt được là các bạn đang sử dụng cái môi trường ảo rồi bây giờ mình sẽ thử bấm chụp một tấm đi sau đó mình sẽ thoát ra ngoài mình sẽ vào cái một bộ sưu tập thì có thấy rõ ràng là cái bộ sưu tập này nó chỉ lưu một số những cái bức ảnh mà mình chụp trong cái môi trường ảo bằng cái camera thôi trong khi mà các bạn mà có vào cái màn hình chính á môi trường chính các bạn vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có rất là nhiều những cái bức ảnh nhưng mà lại không có những cái bức ảnh mà chụp trong môi trường ảo thì đó là cái điểm để mà các bạn biết được là nó hoạt động như thế nào thì bây giờ mình sẽ di chuyển thử xem Ảnh này đi ha mình muốn nó là nó không nằm trong cái môi trường chính mà muốn nằm trong môi trường ảo chẳng hạn như là bạn chụp hình bạn gái đi mà không muốn là lỡ một ai cầm máy bạn ấy, mà có xem thì sẽ không thấy được hình đó các bạn chọn vào sau đó sẽ có một là chuyển vào thư mục bảo mật các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ di chuyển vào bên trong như thế này đó nó chuyển vào bây giờ mình sẽ vào kiểm tra ha đây mình sẽ vào lại đó mình sẽ vào lại đây mình bộ, bộ sưu tập thì các bạn thấy rằng là nó đã vào bên trong cái môi trường ảo này rất là tiện lợi. thì không chỉ riêng về ảnh mà những cái ứng dụng nè, hay là những cái tập tin như là mình nói như là video, nhạc hay là phải quật rất là nhiều rồi những cái dữ liệu khác thì bạn có thể áp dụng tương tự không hề không nghệ khác biệt gì hết ha. xong và ra thì khi mà bạn mà lướt web bằng trình duyệt mặc định hay là bằng trình duyệt chrome bên trong cái môi trường ảo này á thì những cái lịch sử mà nó lưu lại vẫn sẽ không hề giống với lại cái môi trường chính như vậy là nó sẽ là một an toàn hơn rất là nhiều thì ngoài cái việc mà các bạn sử dụng cái tính năng secure folder này để mà bảo mật dữ liệu của mình hơn thì bạn có thể tận dụng nó để mà sử dụng được hai cái tài khoản Facebook cùng một lúc rất là tuyệt vời các bạn ha thì ở đây mình đã có cài cái Facebook đây rồi mình vào đây thì đây là cái tài khoản Facebook thứ hai mình tạo ra để mà demo cho bạn xem thử thôi đó nick của đây là gì Phước Trần gì đó và khi mình thoát ra vào cái giao diện hành chính á, thì đây là cái nick của mình đây là nick chính mình ha như vậy là mình đã có thể xài được hai tài khoản Facebook trên một thiết bị mà có cái tính năng Secure Folder này rất tuyệt vời. Thì không chỉ riêng Facebook mà các bạn vẫn có thể cài được những cái ứng dụng khác như là Instagram nè, Twitter nè hay là Messenger và để các bạn có thể xin được hai cái tài khoản cùng một lúc rất tuyệt vời. Và khi mà các bạn xài thì các bạn thấy rằng là nó sẽ có một cái biểu tượng góc xanh xanh ở đây để mà phân biệt được là các bạn đang xài tài khoản nào rất là tuyệt vời và rất là vi diệu cái yếu tố cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tính năng Secure Folder này đó chính là không chỉ riêng cái chiếc Samsung Galaxy A5 phiên bản mà k 7 này nó có được cái công cụ đó mà bất kỳ cái smartphone nào của Samsung đều được cái trang bị cái tính năng này. thẳng hạn là mình ở đây mình đang có cái con Samsung C9 Pro nó cũng được trang bị cái tính năng là Secure Folder ở đây, rất tuyệt vời. Ngoài ra thì cái tính năng cái công cụ này nó vẫn có ở định dạng file là APK tức là các bạn có thể tải về và cài vào máy. Tuy nhiên thì mình đã có thử tải cái file apk đó về và mình cài vào cho cái con là ốp Apple, Apple Plus ở đây và nó không hoạt động đó thấy theo ràng là khi mình nhấn vào đây thì nó ghi là lỗi phân tích cú pháp như vậy là cái công cụ này nó hoạt động nó phải có cái công nghệ là samsung knock đi kèm độc quyền của samsung thì mới có thể hoạt động được cái tính năng này còn những cái máy khác thì là gần như là không thể hoạt động được khi mà bạn cài bằng cái file apk thì đó là mình chia sẻ về cái tính năng sẽ folder rồi, như vậy là mình đã chia sẻ những cái tính năng sáng giá về cái tính năng Secure Folder Một cái tính năng không chỉ giúp cho cái thiết bị của bạn nó an toàn hơn, nó bảo mật hơn Mà các bạn còn có thể tận dụng được cái công cụ này để mà xài được hai tài khoản Facebook hai tài khoản Messenger hay là tài khoản Instagram cùng lúc để mà các bạn để sao hồn và sống mão rất là tuyệt vời các bạn ha Rồi, thì bạn nào có ý kiến gì về cái tính năng này hoặc là cái video này thì các bạn hãy comment bên dưới video bạn ha Rồi, xin chào các bạn